Hi team, welcome to my garden. This is my garden. Đây là cái vườn của tôi nhá, đây là vườn rau nè. Đó, có vườn rau nè. Đây là có cái rau húng, rau lùi đồ nè. Đây là có cái loại cây gia vị nhá, rau thơm đó. Đó. Và đây là những cây ngô nè, những cây ngô này bữa nay đã ăn được rồi. Đây. Đây là những hạt ngô đã già này, nó rất già rồi, nó bữa nay nó già rồi này, những hạt ngô này đã ăn được rồi, đó, đây là những cái bông hoa ngô đã già rồi, nó bị ngã như thế này và tôi để một bông như thế này, đó, bông hoa ngô rất đẹp nhé, đó, và đây. Đây là vườn rau và đây là khu vực cắt cỏ cho bò nhé. Đây là cỏ voi. Người ta gọi là cỏ voi. Cỏ này dùng để cho bò ăn. Đây là cây chanh không hạt. Cây chanh này gọi là chanh không hạt. Quả nó rất to nhé. Đó. Trên kia có cây ớt kìa. Và mình đang dẫn mọi người đi tham quan vườn đầu số 4. Đây là những bụi xạ này. Xà rất tốt. Đây là những bụi xà của sơ. Đó, những cái xà. Đây là những cái chanh. Wow. Những cái đầu nó đã ra hoa. Nó không biết nó có bị rầy hay không nữa. Khu vực này hy vọng là không. Đây. Đã có quả ra đây đấy. Đẹp. Mình sợ lấy lan rầy cho cây vườn này quá. Nên mình sẽ đi nó gần ở đấy thôi. Rất đẹp đúng không? À, đây là giới thiệu nhé. Đây là bông hoa xuyến chi này. Đó, cái hoa xuyến chi này. Nó đang ngồi dưới nắng này. Hoa xuyến chi rất đẹp đúng không? Nó có màu trắng và nhìn nó màu vàng. Đây là cái búp hoa xuyến chi. Khi nó đã bị rụng cánh rồi. Và khi mà nó hết rụng cánh rồi thì nó lại ra những bông như thế này. Đó, đây là bông khi nó chuẩn bị ra. Và đây là bông khi đã ra rồi. Đấy, nó xòe như vậy đó. Đó, thank you.